Đầu tiên thì chúng mình sẽ làm phần khung tranh trước. Chúng mình sẽ gập các cái đường kẻ theo hình mũi tên có sẵn. Các bạn lưu ý là chúng mình sẽ gập 4 cái theo cùng một chiều nhé. Sau khi đã gập xong thì chúng mình sẽ sử dụng keo sữa để dán các cái cạnh của khung tranh với nhau. Các bạn làm tương tự với cả ba cái thanh của khung tranh còn lại. Trong lúc gập, chúng ta có thể sử dụng thước kẻ để giữ nếp và gập nó một cách dễ hơn các bạn nhé. Sau khi chúng mình đã có 4 thanh của cái khung tranh thì chúng ta sẽ tiến hành ráp chúng lại với nhau. Chúng ta cần một mặt lưng màu trắng. Cái này đã có sẵn ở trong bộ kit rồi. Thì các bạn hãy bôi keo và dán chúng lại như thế này. Lưu ý là chúng mình sẽ để hở một chút ở cái phần đáy để chúng ta có thể luồn các cái khung tranh vào với nhau như thế này nhé. Và cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ dán 4 cái thanh của khung tranh với nhau. 4 cái thanh này nó sẽ đuổi nhau các bạn nhé. Sau khi đã hoàn thiện khung tranh rồi thì chúng ta có thể sử dụng những cái cánh hoa được cắt sẵn để ở trong phần bộ kit và tạo những hình hoa như thế này. Các bạn có thể thoải mái tùy biến những cái cánh hoa theo cách riêng của các bạn. Và đây là một số các cái mẫu cơ bản cũng như là gợi ý cho các bạn nhé.
Và ta-da, nhìn thành phẩm của chúng mình nè.